Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản luôn đứng số 1 tại tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đến hết năm 2023, đã có trên 180 dự án, trong đó hơn 90% dự án đã đi vào hoạt động, chủ yếu tại các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Hưng Yên thực sự là mảnh đất rất thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long 2 của Hưng Yên được hơn 10 năm nay, công ty Takagi chuyên về sản xuất các loại máy lọc nước để cung cấp lại cho thị trường Nhật Bản, luôn coi Hưng Yên là mảnh đất màu mỡ để phát triển thương hiệu. Chúng tôi quyết định đầu tư vào Việt Nam, cụ thể là tỉnh Hưng Yên, vì biết được tình hình an ninh trật tự ở đây rất ổn định. So với các nước châu Á khác, nền kinh tế của Việt Nam cũng tăng trưởng rất ổn định. Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên đã rất tích cực chủ động hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh. Nhờ vào đó, cộng đồng và địa phương nói chung đã có những hiểu biết hơn về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ sự quan tâm ấy, chúng tôi đã có mối liên hệ, quan hệ rất tốt với các cơ quan như Liên đoàn Lao động, Công đoàn tỉnh. Pháp luật của Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện, nhưng tỉnh Hưng Yên đã có những chính sách cơ chế đem lại sự đơn giản hóa. Tôi chắc rằng điều này sẽ giúp ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp có vốn nước ngoài đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Những ngày cuối tháng 12 năm 2023, công ty cổ phần ASECOC Việt Nam, doanh nghiệp có 70% vốn của Nhật Bản, đầu tư vào huyện Văn Lâm từ năm 2000 đã quyết định thuê đất và đầu tư dây chuyền sản xuất tại khu công nghiệp Thăng Long 2 với số vốn hơn 50 triệu đô la Mỹ. Đại diện công ty cho biết đã đi một số tỉnh song vẫn quyết định đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Lý do chính là các chính sách cởi mở trong thu hút đầu tư và hỗ trợ kịp thời của tỉnh cho doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Ban ngành của tỉnh thì cũng đã tạo điều kiện cho ASECOC Việt Nam phát triển, kể cả là ASECOC Việt Nam chọn cái địa điểm ở tại Hưng Yên là tại vì là sản phẩm của ASECOC Việt Nam là tiêu thụ và gần như phải vận chuyển ở tất cả các cái mọi miền đất nước. Thì cái việc mà lợi thế nhất là cái tuyến đường vận chuyển ở tất cả các cái vùng ở phía Bắc. Trong cái thời gian mà hoạt động thì ASECOC Việt Nam cũng rất là phát triển nhanh ở tại Hưng Yên này. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thấy được rằng là cái sự phát triển của tỉnh Hưng Yên cũng đã thu hút rất là nhiều cái khu công nghiệp đầu tư, đặc biệt là cái khu công nghiệp Thăng Long 2 mà về tại tỉnh Hưng Yên. Trong chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản giữa tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn và đại diện tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 4. Các nhà đầu tư Nhật Bản đã sản xuất kinh doanh ở trong khu công nghiệp, đầu tư rất bài bản, thân thiện môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chế độ đãi ngộ với lương công nhân nằm trong các khu công nghiệp Nhật Bản có lương rất cao. Các doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản cũng đã đóng góp tương đối nhiều trong phần thu đóng góp ngân sách tỉnh Hưng Yên. Trong những năm qua đã thường xuyên mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản và trực tiếp tới Nhật Bản để xúc tiến đầu tư trong các cái cuộc xúc tiến đầu tư của tỉnh kết hợp với lại các bộ ngành trung ương về VCI. Minh chứng điều đó thì năm 2020 thì tổng mức đầu tư kinh của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Hưng Yên khoảng 2 tỷ đô. Cho đến nay là năm 2023 thì các nhà đầu tư Nhật Bản đã đăng ký đầu tư tại Hưng Yên khoảng trên 4 tỷ đô. Trong giai đoạn 4, ngoài phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản sẽ mở rộng khu thương mại và nhà ở trên diện tích hơn 390 ha với tổng số vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Được biết các doanh nghiệp tại Nhật Bản đến Việt Nam rất ít xây dựng các khu thương mại và nhà ở tại các tỉnh vệ tinh thủ đô như Hưng Yên. Hy vọng đây sẽ là hướng mở để Hưng Yên xây dựng phát triển thành tỉnh công nghiệp và đô thị trong những năm tới.